Anh Vinh. Ê, em có xe xịn rồi, có đi cà tì rồi, nhưng mà em chưa có giá. Là sao? Thì em chưa có giá, mà em đã có xe rồi. Anh Vinh tài trợ cho bộ giá đi. Anh thấy em á, không mặn gì, cậy khen mới đẹp. Nhưng mà đồ nhát ta gì, mập như con heo à. Cho em một giáp đi. Em có biết em mập nữa hả? Anh không những em mập, mà em còn lùn nữa. Lùn lắm biết không? Không có tiền nói gì cũng được nha. Mua thêm một giáp nha. Bikini được không? Bikini được không em? Bikini. Mặc bikini chạy không tôi là hả? Gần được. Bao đẹp không? Bao mềm không? Bao màu không? Đi mua bộ giáp đi. Đi. Em mới địa được bộ giáp này dễ thương. Nha. Nói giỡn chơi thôi. Chứ anh có mua rồi. Chạy qua lấy cho nó cái áo. Ok. Vậy anh mua sẵn rồi hả? Đứng đó mặc luôn đi. Đứng đây mặc luôn. Đây, tin tin. Quần đâu? Mặc áo thử đi. Ok. Cho hả? Cho em hả? Mua rồi hả? Mặc thử đi. Em từ từ. Cầm giùm ơi. Nặng nhờ. Ê. Ngầu không? Thấy ra nó hơi cứng. Nó chịu vậy. Cứng gì? Nó bị cứng, cứng ở đây. Tưởng cứng. Dưới đây không có. Tưởng cứng. Dưới đây không? Đâu còn không? Mặt thì không thấy điện kỳ không? Đúng rồi. Yếu cái gì vậy? Ra chi rồi nhá, đâu dày á? Đâu dày? Không, đây nè. Tao cửa, tao cửa. Trời ơi, anh Minh bữa nay đẹp trai quá chừng luôn á. Rồi, mang thử coi. Cả giờ này ra mang hả? Ừ. Thử em. Xin bút chì nè mọi người. Xin bút chì. À, kìa mọi chì. Kéo lắm được. Thôi kìa mẹ. Rồi. Bây giờ em muốn á, không phải cho liền. Em muốn lấy cái bộ này á thì em phải chạy 20 vòng ngoài kia. Mặt chạy dám không? Không. Ôi, anh thấy em mặc dám không có hợp. Hợp không? Không sao ấy, có cái áo đẹp. Thì đem về chân, có cái phòng chân á. Cũng dạ. Được mà. Đâu em đứng lại con cao, con mai nơi canh coi. Chào em nè mọi người. Không mặc giáp này là để vì không phải em chạy thành phố mà chừng nào mà đi tour xa rồi đó mới mặc được. Chồng yêu đúng không, mà ở thành phố mới vậy thì nó đẹp vậy để đi tour đúng không? Ừ, cởi ra mới vậy là vô cho đẹp. Anh em không phải ấy đâu, tôi pha bánh mì. Ăn bánh mì khổ khó khăn lắm anh em. Tạo. Anh em thấy xem clip á, nhớ like và chia sẻ rồi nhiều vô đi. Để tôi ăn phở. Chứ ăn bánh mì không à, ớn lắm. Nãy mới ăn mà bít tết xong. Không, em mang giày này mới đẹp nè. Giày bút. Này ai vậy? Nó phải giày em nè. Cô này to quá. Sao cái áo đẹp quá. Leo con rồi sáu. Rồi sáu ngọt ngọt ngọt. Thử sẵn thử anh chống chân rồi sáu đó. Anh, em sẽ cho anh coi một siêu phẩm. Rồi sáu với da hơn. Nhóm đúng không? Em mang giày cao gót rồi tới. Nhưng mà là sáu em chạy đẹp quá. Ừ, đẹp không? Em hợp với tất cả các loại xe.
Được thì mua hết luôn cũng được. Mà ngồi thấy hơi sụt á, quay qua đây nè. Ngồi bí mông ghê luôn á. Sao vậy? Bí mông á. Anh em bé hông được cái là lưng ngắn, chân dài. 1m6 nhưng mà lưng ngắn chân dài. Lưng có âm đục rồi. Lưng người gì khó 69 quá. Sáu đẹp quá không? Lấy chạy hết. Thôi, hết tiền rồi. Để ai cẳng lại. Anh vậy luôn á. Trời, cái này cũng hợp với dáng em nữa. Bóng bóng bóng, lấp lánh lấp lánh. Mình đổi ngang không anh? Anh còn cái thâm sát này là lấy luôn đi. Mình đổi ngang không? Lấy luôn đi, trời bao cái áo bù quá. Áo bù quá mà là gì? Áo bù quá đó như đồng hồ nít vậy. Coi nè thấy không, đếm bao nhiêu hột sòn. Đếm đi, để ông hết luôn á. Này, để cởi ra đếm nó mới được. Là sáu đẹp ghê không? Đẹp không? Rồi. Đẹp không? Đẹp, đẹp luôn. Vậy chứ, vậy anh bên em thích là sáu không? Không có, mua về bỏ em bộ xe đạp của em. Cái này bé mặt đẹp chứ. Đẹp không? Đẹp. Này của em rồi đúng không? Của em mà, sai em mà. Ừ. Sai mấy đứa mà lép đép á. Đứa bộ bộ có lép. Không, bộ nó không ấy được luôn. Mặc giáp nó chạy đu party là bao hồng rồi. Chạy thử. Không muốn chạy thử. Thì đu party của mày mà chạy chứ. Không, mặc giáp rồi chạy luôn nè. Ừ. Đi, đi. Đi liền đi, đi, đi để nóng. Ở đợt, đi để nguội. Anh em đó, hồi như đó giờ em quay clip cho anh là chưa bao giờ mặc giáp đúng không? Chưa. Xuống coi cho ngắm vòng mặc giáp thôi. Ngồi xe hoài. Xin không? Đứng cạnh là sao? Hả? Đứng cạnh cũng là sao thôi. Xin không? Em mà chỉ mặc bikini mới đẹp thôi chứ mặc này sao đẹp. Bikini mặc ra cho tụi nó ói hết. Sao muối đúng không? Là một sao muối của em là cũng sao không? Cái ba ngón rồi nó quá. Xin ông. Thôi. Đi. Đi đâu? Đi ra tự xe luôn. Ok. Giờ mặc giáp ra tự xe luôn. Chạy ra.